Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cái hình nộm cô dâu chú rể như thế này. Thì đây là nguyên liệu mình làm bằng giấy nha. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình. Đây là hình
chỉ bằng một đốt ngón tay thôi nhé, không dài hơn thì